Ngày 1 tháng 11, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên. Tới dự có đồng chí Lê Hồng Chương, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Tại buổi lễ, đại diện Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đắc Tĩnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đắc Tĩnh sẽ tiếp tục phấn đấu cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của mình cho chi bộ, đảng bộ và cơ quan, phát huy những ưu điểm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.